và dốc sức khi còn có thể dẫu gặp thu trên con đường đi, nhưng mà tao đã quen với mấy thằng cho rẻ. Người đời chê tao thì ngu lắm khi mà vẫn bán mạng cho bọn tư bản, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cho gia đình tao được giữ gìn. Có thể sự làm ăn đêm đi bốc thép bé đến 8 giờ sáng, yeah. Có thêm thật nhiều tiền tươi là thêm niềm vui nên tao không chán, yeah. Work hard for my fame, for my game nên tao phải run, yeah. Nói luôn cho là em đều là anh sẽ cưới khi em 28. Phải được băng qua bao nhiêu con phố đen, bao nhiêu cám dỗ và này có bao nhiêu fan. Phải được bơ đi em gái làm quen, và chẳng làm bạn với cái đông loa kèn. Còn đang anh đi vẫn chưa phải là gì, đôi khi băng cảnh đôi khi gặp bóng mai. Không phải ngại chi với cái đông trong gai, vì đã có được ngày hôm nay nên chẳng có bớt ông ba. Ngập chim trong cơ mau, ngập chim trong cơ mau, cơ mau cơ mau gạo tiền. Ngập chim trong cơ mau, ngập chim trong cơ mau, cơ mau gạo tiền. Ngập chim trong cơ mau, ngập chim trong cơ mau, cơ mau gạo tiền. Ngập chim trong cơ mau, ngập chim trong cơ mau, cơ mau gạo tiền. Cuộc đời còn đấu cho những sai lầm vì mẹ chờ còn nhiều thời gian cho con trai ra cơ hội. Hai vợ từ đó đi đuôi lên những cơ hội là đàn ông tao hay sống trong cô đơn với sữa chọi. Nhiều lần chạy trốn nơi chân tao đã chạy sần phải tỉnh táo khi poly đang săn đo và dình ngồi. Là lòng tự tôn không cho phép tao quỳ xuống nơi những nơi lạnh lẽo vàng ra như tình người. Bởi vì nhiều đêm mới quay cuồng. Tại sao cô ta thay lòng? Tao không muốn mắc thêm sai lầm. Tao không muốn đưa tay tao vào cổng. Bởi vì nhiều đêm nó quay cuồng. Tại sao cô ta thay lòng? Tao không muốn mắc thêm sai lầm. Tao không muốn đưa tay tao vào cổng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 3 đối với tao như challenge. Bằng thử thách, bằng đôi tay chân sang. Thế nên dạy tao phải sống cho mai này. Bởi vì qua nhiều lần xa lầy, vừa được như tao mà phải trả cho cái giá này. Nhận được niềm vui không phải vượt qua tao, mà là có thể tết gửi về cho má mày. Vì đó là giá trị của hustler. Làm cho cha mẹ bớt khổ, làm cho cha mẹ bớt khổ, vẫn làm nhạc cho đời bớt khổ. Mấy thằng ba bài sỏi, anh khi mua về nhà anh nói chưa biết. Anh còn đang hoàn mình kiếm tiền quên tươi một mình trong cơn mưa tuyết. Tôi phải nếm trải cảm giác cô độc khi mấy thằng bạn hiền bị xích vào trại. Bao nhiêu nỗ lực và những danh âm là thứ duy nhất nó đã để lại. Muốn bọn mày tay qua nạn khỏi và tao muốn bọn mày lên không thể cản nổi. Không muốn bản thân thành thằng bạn tôi, không muốn nhìn ảnh mày sau những làn khói. Thằng cụt tay như tao còn làm được thì bọn mày sẽ cái chó gì?